Bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề ngữ pháp trong đề thi thử GLPT N1. Đầu tiên chúng ta sẽ chữa môn đề số 5 ngữ pháp trong câu. Câu 26. Yugata no time sale ga hajimaru. Super wa kaimono kyaku de gotta kaishite iru. Ở đây chúng ta thấy có một số từ mới, đấy là từ gì nhỉ? Đây. Time sale có nghĩa là gì nhỉ? Khoảng cái thời gian sale này, cái chiến dịch, cái giai đoạn là bán khuyến mại nhá. Gota kaeshite, gota kaesu có nghĩa là cái sự lộn xộn nhốn nháo. Thì sẽ điền ngữ pháp gì vào đây để hợp lý? Về trước nó đang là cái thời gian sale đúng nhỉ? Cái sale có giới hạn thời gian ở trong buổi chiều bắt đầu. Về đằng sau là cái siêu thị ấy nó đang lộn xộn nhốn nháo bởi rất là nhiều khách mua sắm. Vậy thì chúng ta thấy rằng đằng trước và đằng sau này nó sẽ là mối quan hệ nhân quả đúng không? Nguyên nhân đằng trước dẫn đến kết quả đằng sau. Thì chúng ta sẽ xem cái nào là diễn tả quan hệ nhân quả đấy. Câu 1. Tomireba. Ngữ pháp tomireba nghĩa là nếu nhìn từ đưa ra một đánh giá không phải. Vậy chúng ta loại 1 này. Tomonaku là gì nhỉ? Tomonaku khi đi với nghi vấn từ thì nó mang nghĩa là không biết, không xác định được rõ đối tượng. Ví dụ không biết từ đâu bay đến, không biết từ ai vân vân. Hoặc có thể mang nghĩa là gì nhỉ? À, không chủ đích làm điều đó. Đấy, nhìn bâng quơ rồi thì bất chợt nghe thấy nhá. Cũng không phải trong trường hợp này. Toareba là nếu, đúng không nhỉ? Giả định. Nếu như đằng trước như vậy thì đằng sau. Cũng không phải là điều kiện giả định. Ở đây phải là đáp án số 4. Toate có nghĩa là vì. Đấy. Chúng ta học ngữ pháp này rồi, có nghĩa là vì đằng trước như vậy cho nên đằng sau là một cái điều làm sao? Là một cái điều mà hoàn toàn tương xứng với cái lý do đằng trước đó. Bởi vì cái gì nhỉ? Cái sale trong buổi chiều nó bắt đầu. Cho nên là siêu thị tràn ngập khách mua sắm. Câu số 27. Kaisha de ở công ty này, người A nói là Kacho dono gurai okureru te là gì nhỉ? Trưởng ban ấy thì nghe nói là sẽ muộn. Đấy, sẽ muộn khoảng bao lâu vậy? Sẽ đến chậm, đến muộn khoảng bao lâu? Người B mới nói là Musume-san ga netsu o dashita gì đó, nantoka de byouin ni tsurete iku yō na koto o ite mashita yo. Đằng trước chúng ta đang thấy là con gái bị sốt đúng không? Đằng sau là gì nhỉ? Nghe nói là sẽ dẫn con đi bệnh viện. Đấy, ông ấy nói là như vậy. Toka, demo, kara và kedo. Thì ở đây các bạn thấy này, đây là có cái từ D. Bởi cái nguyên nhân lý do đó. Sao lại ra cái này nhỉ? Đây cái từ D này. Mà đây chúng ta thấy có gì nhỉ? Có toka đúng không? Đấy. À, cái ngữ pháp này nó sẽ là gì nhỉ? Toka nan toka de có nghĩa là vì cái lý do như vậy. Một cái dạng thức mang tính chất tương đối cố định nhá. Vì nguyên nhân, vì lý do như thế cho nên là ông ấy phải làm sao? Phải đưa con đi đến bệnh viện. Không phải là demo kara hay là kedo. Câu số 28. Sakajo de ở bãi đá bóng. Kyo minna kite kureru kana. Hôm nay mọi người chắc là sẽ đến hết nhỉ? Do kana. Kion mo hikushi. Konai hito mo iru. Ờ sao đây nhỉ? Nhiệt độ thì cũng rất là thấp. Có người không đến. À vậy thì các bạn thấy này, đây là janai, janai no, janai kana và denai ka. Thì các bạn được học ngữ pháp là chẳng phải là hay sao rồi. Ở N3 đó là gì nhỉ? No de wa nai ka. Đấy, như vậy thì khi mà chuyển sang nhá, nó phải là gì? Nó phải là no. Trong đó này, chúng ta thấy đối chiếu xem ở đây thì đáp án nào chính xác nhá. Một dạ này thì thiếu mất cái no hoặc là ưng. Đấy, sai. Ưng dạ này no. No này chính là ưng. Đều ạ chính là dạ. Và từ no này thay cho từ ka. Đấy, do vậy đúng của chúng ta là 2. Chẳng phải là cũng sẽ có những người không đến được hay sao? Bởi vì trời lạnh, nhiệt độ thấp. Câu 3 là dạ này ka na. Đang thiếu ưng đằng trước. Và tương tự 4 cũng vậy, sai. Đáp án đúng của chúng ta phải là 2 nhé.
Câu số 29. ミスをしたときはすぐに誤りを認めて素直に上司の指示を。Khi mà mắc lỗi ấy, thì ngay lập tức nhận cái lỗi sai. Đấy. Nhận cái lỗi sai của mình và gì nhỉ? Và thành thực cái chỉ thị từ cấp trên. Ao gự ở đây là động từ, nó mang nghĩa là tìm kiếm ấy. Đấy. À, nhờ cấp trên đưa ra chỉ thị giúp đỡ mình. Thì ở đây các bạn sẽ xem cái ngữ pháp nào là hợp lý. Một là ao gự ni sugi này. Ni sugi này là chỉ là đánh giá thấp về một đối tượng. Không phải, ở trong trường này là không phải đánh giá thấp nhá. Ao gự koto da. Koto da khi đi với ve ru mang nghĩa là cần phải làm điều đó, nên làm điều đó. Ở đây là đáp án chính xác. Ni bằng. Câu số 3. Ao gự toyu mono da. Ngữ pháp toyu mono da mang nghĩa là gì nhỉ? À, đúng là như vậy. Cái định luật mà gì nhỉ? Mà người ta cho rằng luôn luôn là đúng như thế nhá. Đấy, trong cái hoàn cảnh, bối cảnh đó thì như vậy là hợp lý, là chính xác. Ở đây không phải này. Câu số 4. Ao ga nai mono da. Các bạn không có nai mono da mà chỉ có mono de wa nai, có nghĩa là không nên. Ở trong trường này là không phải dạng phủ định mà là phải là khẳng định. Đúng là ni bằng. Câu số 30. Meshi o watashi nagara. Vừa trao danh thiếp vừa nói. Tokyo shiten no Yamada to moshimasu. Kono tabi Suzuki-sama no tanto o gì đó. Kore kara dozo yoroshiku onegai moshiagemasu. Tôi tên là Yamada ở chi nhánh Tokyo. Lần này ấy, thì phụ trách của ngài Suzuki này. Đấy. Rất là mong quý vị từ nay trở đi hãy giúp đỡ tôi. Trước hết, chúng ta thấy rằng đây là gì đây nhỉ? Đây là cái việc mà một người được quyết định làm gì. Đấy. Do vậy các bạn sẽ loại trừ đáp án số mấy? Đáp án số 1 và đáp án số 4. Bởi vì koto ni shimashita hay là dạng khiêm nhường koto ni itashimashita là mình quyết định làm gì. Trong khi đây là một cái sự việc của tổ chức nhá. Sai thì phải dùng là koto ni narimashita. Đấy, là người ta quyết định, người khác quyết định mình cho mình làm. Vậy thì còn 2 với 3 thì khác nhau ở chỗ nào? Đó là 2 là chia thể sai khiến. Tsutome sasete itadaku có nghĩa là tôi nhận được cái sự cho phép làm việc này, tức là tôi được người ta cho làm việc này. Còn nếu là 3 ấy, là mình nhận cái việc làm từ người khác, thì tức là người khác là người làm công việc tanto này, như vậy là sai. Không phải là người khác làm mà là mình làm. Do vậy đúng, đây phải là đáp án số 2 đúng không nhỉ? Lần này thì tôi đã được quyết định sẽ làm gì nhỉ? Sẽ làm đảm nhiệm cái công việc tanto đúng không nhỉ? Công việc phụ trách thay cho cùng với lại ngài Suzuki ấy. Tiếp theo câu số 31. Sekaku koe o kakete morata no ni shuseki dekizu. Zannen de yamanai. Zannen na kagiri da. Zannen de nani yori da và zannen to iigatai. Câu này là gì đấy? Câu này là đã mất công đúng không nhỉ? Đấy. Đã mất công được người ta gọi đến nhá. Ấy vậy mà không thể tham dự được thì làm sao? Một này, de yamanai. Nó là gì nhỉ? Nó là luôn luôn như thế, lúc nào cũng như vậy. Nó đi với những động từ, chẳng hạn như là kitai negau, có nghĩa là chúng ta luôn luôn cầu nguyện, mong chờ một cái điều đó, những cái hành động ở trong trái tim. Ở đây là tính từ, do vậy là không chọn đáp án này được. Loại trừ 1. Câu số 2. Zanen kagiri da. Đây là ngữ pháp kagiri da, có nghĩa là cực kỳ, vô cùng. Đấy, có thể đi với tính từ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án số 2. Cực kỳ, vô cùng, đáng tiếc. Câu số 3 là Zanen de nani yori da. Là thật tốt vì làm được điều gì đó. Ở đây sai nhá, bởi vì là cái đây là một cái điều đáng tiếc, là một cái cảm xúc hơi tiêu cực, nên không đi với cái kiểu này. Câu số 4 là igatai. Là ngữ pháp gì nhỉ? Khó, đúng không? Khó nói là đáng tiếc. Không thể tham dự được thì là đáng tiếc, chứ không phải là khó nói được. Tiếp theo câu số 32. Shi go no interview de. Ở trong cái cuộc phỏng vấn sau trận đấu này, người A nói là Yusho omedetou gozaimasu. Konkai yusho dekita pointo wa dono yo na ten de shou ka. Rất là chúc mừng đội đã vô địch. Hoặc là cá nhân này đã vô địch đúng không? Vậy thì cái gì nhỉ? Cái trọng điểm
Đấy, cái điểm nhấn, cái bí quyết mà để có thể vô địch được ở trận đấu lần này ấy, là cái điểm gì? Người B mới nói là Chimuno no ketsoku ga atta gì đó. Kono yusho te ni suru koto ga dekita to omoimasu. Chữ Hán đây là chữ kết và chữ thúc nhé, nhưng mà nó không mang nghĩa là kết thúc ở trong tiếng Việt đâu các bạn ạ. Kết thúc ở đây nó có nghĩa là sự đoàn kết. Có cái sự đoàn kết của đội, đằng sau là có thể chiến thắng đúng không? Naramadashimo là gì nhỉ? Nếu là cái đằng trước thì được, chứ còn đằng sau thì sẽ không. Sai này. Tomiruya, ngữ pháp ya ya chúng ta biết rồi đúng không? Ya inaya có nghĩa là ngay sau khi. Sai nhá. Nonihikikae, đối lập với, cũng sai bởi vì không có cái sự đối lập ở đây. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án số 4, quan hệ nhân quả karakoso, chính vì đúng nhỉ? Chính bởi vì có cái sự đoàn kết trong đội mà mới có thể có được cái chiến thắng này. Tiếp theo câu số 33. Sai no no aru nashi gì đó. Motivation takaku tamochi tsuzukeru koto ga seikou no point da. Na aru là có, nashi là không, có tài năng hay là không. Thì cái bí quyết thành công là cái việc mà chúng ta tiếp tục duy trì cao cái motivation, cái động lực của mình. Nào, to aimatte là hợp với, phù hợp với, hài hòa với, tương thích với, thường dùng để dùng cho cái việc miêu tả phòng ốc, phong cảnh nội thất vân vân, không dùng. Câu số 2 là toitara là nếu mà, đúng nhỉ, nếu nhắc đến thì giống như là toyeba hay là toyuto nhá, cũng không phải. Ni kakawarazu, bất kể, bất chấp, không liên quan đến. À, đáp án đúng chúng ta phải là ba đúng không? Bất kể là có tài năng hay không thì đều có cái đặc điểm chung là như thế này. Số 4 là Naninaniyo shirimeni. À, cái chữ này có thể đôi khi người ta viết lại dạng kanji là như sau này. Shirime. Đây. Thì khi mà người ta dùng ngữ pháp này thì nó mang tính chất là gì nhỉ? À, người ta không quan tâm, không màng đến, bỏ mặc, phớt lờ những cái gì, điều gì đó. Không đi với lại dạng aru hay là nashi này. Đáp án đúng đây phải là số 3. Câu số 34. Kono kaisha wa global kinyo gì đó. Kaigi wa ego de okonawarete iru toyu. Cái công ty này ấy, là một công ty toàn cầu, là một xí nghiệp mà có tầm vóc toàn cầu này. À, cuộc họp được tiến hành bằng tiếng Anh. Dake@t quả đúng là có khác. Quả đúng là công ty mang tính chất là gì nhỉ? Toàn cầu có khác. Đấy. Cho nên là nói chuyện họp hành bằng tiếng Anh. Hợp lý đúng không? Đáp án đúng là một. Câu 2, nishite mireba nếu đứng từ lập trường của một người nào đó thì có được kết luận gì? Sai, không phải là có cái sự đánh giá lập trường nhá. Loại. Câu 3, naradewa là cái sự tương thích, tương xứng. Không phải. Da toyu kara ni wa, một khi mà là như vậy thì cũng sai luôn này. Câu số 35. Diet をする上でどんなことに注意gì đó お話しいただけますか? Đây là một câu hỏi một người họ đang ăn kiêng đúng không? Quý vị ngài có thể nói xem là cái lúc mà ăn kiêng ấy thì cái điều mà ngài đang chú ý là gì? Vậy thì bình thường chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Chú ý shiteiru ka đúng không? Đấy. Vậy thì nói với đối phương thì phải dùng tôn kính ngữ, thì iru sẽ biến thành irasharu. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án số mấy? Phải là đáp án số 3. Shite irasharu ka nhá. Đấy, là dạng tôn kính ngữ. Shite nasaru ka. Nasaru là dạng gì nhỉ? Nasaru là dạng tôn kính ngữ của shimasu. Do vậy nếu dùng như này nó thành shite shimasu là vô nghĩa. Sarete nasaru ka tương tự. Thể bị động lại còn nasaru đằng sau. Đây lại còn gì nhỉ? Sarete xong nasate xong lại irasaru nữa. Nhân rắc rối lên nhưng mà lại không chính xác, đúng không? Đúng ở đây phải là đáp án số 3. Như vậy chúng ta đã kết thúc cái môn đai ngữ pháp trong câu đầu tiên. Tiếp theo ngữ pháp trong câu thứ hai đó là bài hái sao. Đấy, các bạn hay gọi là bài hái sao đấy, bài sắp xếp ngữ pháp trật tự trong câu nhá. Câu số 36. Ego no jisho nado ni gì đó. Gensho suru bakari ka. Jitai wa iso shinkoku ni natte iru. Là gì đấy nhỉ? Chúng ta thấy này.
Ở đây có từ kê sai sareru hodo, đến mức được viết. Đấy, đến mức được viết, được chưa? Đến mức được đăng tải. Karoshi, karoshi là cái chết là do làm việc quá sức. Đấy. Kokusai go tonatta trở thành một cái từ quốc tế. Sonoma là nguyên si. Vậy thì ở đây các bạn thấy nhá, thứ nhất à, về trước có ego noji shonado nhị là trên từ điển tiếng Anh thì phải là gì ấy? Được đăng tải trên từ điển tiếng Anh đúng không? Đấy. À đầu tiên chúng ta sẽ xem cái vế này trước này. Các bạn thấy ở đây đang có là gì đây nhỉ? Karo de ka karoshi de aru ga. Thì chắc chắn ấy, cái đấy nó phải ở đâu? Nó phải ở ngăn cách cái phần câu đúng không nhỉ? Đấy. Thì thực ra thì nếu mà nói nó ngăn cách phần câu thì nó có thể ở bất kỳ một cái vị trí nào, từ hai đây hoặc là đây, miễn sao mà đằng sau nó vẫn có nghĩa. Thế nhưng mà trong trường hợp này ấy, thì chúng ta sẽ cho nó ở cuối cùng. Bởi vì nhá, cái số 3 ấy đang là tonatta thì đằng sau cần phải ngữ pháp, cần phải có một ngữ pháp hoặc là danh từ đúng không? Nhưng ở đây các bạn không thể có ngữ pháp, chẳng như là no de no ni di vi thể ta này, không có, thì phải là danh từ. Vậy ở đây chỉ có danh từ là danh từ karoshi này. Như vậy chúng ta sẽ phải xếp số 3 là gì nhỉ? Kokusai go tonatta, đằng sau nó là 2, đó là karoshi de aru ga. Đấy. Tiếp theo là các bạn có sonomama và cái này, thì đương nhiên là sonomama chúng ta sẽ phải cho lên trước. 4 là sonomama và 1 là gì nhỉ? Keisai sareru hodo. Đây là thứ tự đúng của chúng ta. À, chờ xin sẽ đổi màu chữ nhìn cho nó dễ nhìn nhé. Rồi, câu này có nghĩa là gì đây? À, cái gọi là gì nhỉ? Cái gọi là karoshi ấy, gọi là chết do làm việc quá sức ấy, nó đã trở thành một cái từ mang tính quốc tế. Đấy, một cái cục sai gộ, một cái từ quốc tế, chẳng hạn như là cái từ phở của Việt Nam ấy, người ta để nguyên như vậy, thông thường người ta khi mà viết phở hoặc là áo dài. Đến mức mà sao? Đến mức mà được đăng tải nguyên như thế ở trên từ điển tiếng Anh, chứ người ta không có viết sang tiếng, người ta không có tìm cách để dịch ấy, mà người ta để nguyên như vậy. Có thể người ta viết bằng katakana. Thì cái tình trạng này làm sao nhỉ? Không chỉ là nó giảm đi. Đấy. Mà nó làm sao? Không chỉ giảm đi mà nó còn cái tình trạng nó còn là ngày càng trở nên gọi là nghiêm trọng, tồi tệ hơn. Câu này sensei thấy hơi có vấn đề một tí. Đây cái chỗ này này, bakarika. Bakarika là không những đúng không nhỉ? Đấy. Không những là giảm đi mà lại còn nghiêm trọng hơn. Nghe nó hơi okashi. Cái đây có lẽ là có vấn đề, chắc là cái này là sẽ là dokuroka. Nhá. Là không những không giảm đi mà còn nghiêm trọng hơn. Đấy, thì hợp lý hơn là gì nhỉ? Không những giảm đi. Đấy. Như vậy các bạn sẽ xếp được dấu sao ở vị trí số 3 và khoanh được đáp án số 3 là đáp án chính xác. Câu số 37. Kanojo wa gì đó ochitsuki buri datta veteran nagara ka to omou yo na wa shinjin. Nào cô ấy này có một cái gọi là cái gì nhỉ, có một cái sự điềm đạm, điềm tĩnh, có một cái tác phong, phong thái điềm tĩnh. Betera là kỳ cựu, có kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, đây là người mới. À vậy thì các bạn thấy có, ở đây có từ nagara. Nagara nó sẽ đi sau gì? Nó sẽ đi sau, trong trường này sẽ đi sau danh từ đúng không? Như vậy là nó có thể là Beteran Nagara hoặc là Shinjin Nagara, đúng nhỉ? Thế nhưng mà cái từ Nagara này nó mang tính chất là mối quan hệ đối nghịch. Đấy, do vậy nếu là Beteran Nagara Shinjin thì có nghĩa là người chuyên nghiệp mà cứ như người mới. Đấy. Thì nghe hơi okashi bởi vì đằng sau ấy có cái gọi là gì nhỉ? Ochitsuki buri đây này. Cái sự điềm tĩnh, điềm đạm như này phải là của những người có cái chuyên môn kỳ cựu nhá. Như vậy chúng ta sẽ phải đảo ngược lên. Như vậy các bạn sẽ xếp được số 4 đúng không nhỉ? Shinjin.
là người mới này. Tiếp theo 2, Nagara, mặc dù là người mới, nhưng 1, Beteran. Và cuối cùng là 3, Kato Omou Yona. Thứ tự đúng của chúng ta như thế này nhá. Cô ấy có một cái phong thái rất là điềm đạm. Đấy, mà người ta gì đấy nhỉ? Mà cô ấy mặc dù là một cái người gọi là người chưa có kinh nghiệm mấy, một người mới vào nghề. Thế nhưng mà cô ấy có một cái phong thái rất là điềm đạm, một phong thái rất là ổn định, điềm tĩnh, trông cứ như là một cái người đã dạng dày kinh nghiệm vậy. Đáp án số 1. Tiếp theo câu số 38. Tenshoku saki toshite wa kore made no keiken o gì đó kibou shite iru. Câu này là gì nhỉ? Cái nơi làm việc ấy thì này, tôi đang mong muốn là này, cái kinh nghiệm từ trước đến giờ nhá. Career up o. Đấy. Hakareru ikashi tsutsu và kaisha o. Nào các bạn thấy thứ nhất có cái từ kibou đúng nhỉ? Kibo shite, xin lỗi, kibo shite được có nghĩa là đang kỳ vọng. Cái từ career up này có nghĩa là kiểu như là nâng cao cái thành tích, nâng cao cái kinh nghiệm làm việc ấy. Hakare được là vạch ra cái chiến lược này, có thể xây dựng được một cái chiến lược, một cái kế hoạch nào đó. Ikashi tsutsu là phát huy. À vậy thì chúng ta thấy có nhá. Đằng trước có cái từ keiken là kinh nghiệm đúng không? Đấy, thì cái từ này nó phải đi với từ gì? Nó phải đi ba. Ikashi tsutsu. Có nghĩa là phát huy những cái kinh nghiệm mà từ trước đến giờ có. Đấy, ngữ pháp tsutsu là vừa vừa. Vừa phát huy kinh nghiệm vừa làm gì? Chúng ta sẽ phải điền tiếp. Nào, từ kibo này đằng trước nó phải là trợ từ hộ đúng không? Vậy thì ở đây có hai cái thỏa mãn là 1 hoặc là 4. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ thử xem, nếu như các bạn cho 1 vào đây, đúng nhỉ? Đấy, 1 vào đây nhá. Thì cái hakareru này ấy, các bạn sẽ phải ghép với một danh từ. À như vậy thì nó sẽ rất là, tức là sau khi mà thử nhiều cách ghép thì các bạn sẽ thấy rằng ấy, cách ghép hợp lý nhất của chúng ta là phải là cho gì nhỉ? Phải là cho 4 ở đứng cuối cùng. Cái cháu, tôi kỳ vọng vào một cái công ty. Cái công ty đấy là công ty làm sao? Là công ty mà số 2 đúng không? Hakareru. Và số 1 là ở đằng sau đây. Đấy. Một cái nơi mà tôi muốn chuyển việc đến ấy, thì tôi đang hy vọng, tôi đang kỳ vọng vào một cái công ty mà vừa có thể phát huy những kinh nghiệm từ trước đến giờ, vừa có thể là làm gì nhỉ? Vừa có thể vạch ra cái sự, vừa có thể lên kế hoạch, vạch ra những cái sự nâng cao kinh nghiệm cho mình. Đáp án đúng sẽ là 2. Câu số 39. Nan tô ka gì đó, shōrai ni taishite fuan ga nai wake dewa nai. Mono no koto wa shūshoku suru dekita. Thứ nhất các bạn thấy có mono no sẽ đi với thể thường, như vậy có hai cái thỏa mãn là shūshoku suru hoặc là dekita là đang ở thể thường nhá. Tiếp theo các bạn thấy có dekita có koto này, vậy thì chắc chắn phải là suru koto đúng không? Ga dekiru. Như vậy các bạn đã xếp được rồi. Thứ tự đúng của câu này sẽ là gì nhỉ? Nan to ka shūshoku suru. Tiếp theo là koto wa dekita và mono no. Đấy. Thứ tự đúng của chúng ta là 3 này.
2 này, 4 này và 1. Mặc dù là gì đây nhỉ? Mặc dù là tôi cũng đã bằng cách nào đấy thì tôi cũng đã tìm được việc rồi, thế nhưng không hẳn là tôi không có cái lo lắng gì về tương lai. Khoanh 4. Câu tiếp theo, câu 40, câu cuối cùng trong phần ngữ pháp dấu sao. Uchiwa gì đó koto wa dekiru desho ka. Ở đây các bạn thấy có koto wa dekiru desho ka này. Đấy. Vậy thì chắc chắn đứng trước cái này, đứng trước koto phải là thẻ gì? Phải là thẻ thường đúng không? Như vậy chúng ta sẽ xếp được số 4 ở đây. Peto o kau. Có thể nuôi được thú cưng. Tiếp theo các bạn thấy có nhá. Rusugachi là thường thường có xu hướng như vậy, thì đằng sau nó phải là đề sự đúng nhỉ? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ xếp được mấy? Chúng ta sẽ xếp được một là Rusugachi. Số 3 là đề sự ga. Sau khi đã xếp được như thế này rồi ấy, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một sẽ là 1, 3. Đấy. 2 cho vào đây. Tomo bataraki de. Đó. Thứ nhất nhá, là các bạn sẽ xếp như thế này. Nhưng mà nếu xếp như này thì nó thành là nhà tôi mặc dù là hay đi vắng, thế nhưng bởi vì cả hai vợ chồng cùng đi làm cho nên là có thể nuôi thú cưng. Rất là vô nghĩa đúng nhỉ? Sai. Vậy thì cái Bataraki, Tomo Bataraki phải cho đứng trước, cho đứng trước. Cho lên đây. Nhà tôi ấy thì bởi vì là cả hai vợ chồng cùng đi làm cho nên là thường là vắng nhà. Thế nhưng mà có lẽ là vẫn có thể nuôi được thú cưng thì chính xác hơn. Cái nguyên nhân gọi là Tomo Bataraki này có nghĩa là hai người cùng đi làm, nó làm cho không có người ở nhà, thường có cái xu hướng như vậy. Đáp án 1 nhá. À xin lỗi, 2 chứ nhỉ? Vị trí dấu sao là ở số 2. Tiếp theo là bài ngữ pháp trong đoạn văn. Với cái bài này ấy, một bài khá là dài, nó tương đương một bài đọc chung của trong phần đọc hiểu, thì các bạn sẽ không cần phải đọc hết toàn bộ, mà các bạn chỉ làm sao, các bạn chỉ đọc những cái phần nội dung chính. Đấy, cái câu trước, câu sau, cái câu chứa cái phần phần gọi là các bạn hay gọi là đục lỗ ấy đấy. Chứ nếu mà các bạn mà gì nhỉ, các bạn mà đọc toàn bộ cả bài thì khó có đủ thời gian để làm nhá, trừ những cái bạn mà đã thực hành rất là nhiều. Thì bây giờ các bạn sẽ thử xem cái 41 này, các bạn thử xem cái câu này nhá. Aruhito shigoto ni ikitsumatta toki ni isshin furan ni sukina koto ni uchikomu koto de gì đó Kimochi o mae muki ni kirikaeru koto ga dekiru to iu. Nghe nói là có một người ấy, khi mà họ gọi là gặp bế tắc, gặp đường cùng, gặp bế tắc ở trong công việc ấy, thì bằng cái việc họ tập trung đúng không nhỉ, một cách gọi là toàn tâm toàn ý vào những cái việc mà họ thích, thì sao, thì họ có thể chuyển đổi sang, biến chuyển cái tâm lý, tâm tâm trạng cảm xúc sang một cái hướng tích cực. Vậy thì cái đằng trước nó phải là gì? Nó phải làm một cái điều tốt, một cái điều mang tính tích cực đúng không? Đấy. Vậy thì các bạn sẽ xem cái nào như vậy nhá. Một này. Uita kimochi o shizume. Nhấn chìm những cái cảm xúc nổi ra. Sai. Ở đây không có nói uita kimochi. Câu số 2, shizunda kimochi kara kaiho sare. Được giải phóng, được giải thoát khỏi những cái cảm xúc shizunda, những cái cảm xúc gọi là tiêu cực, trầm lắng. Đúng, ở đây phải là đáp án số 2 đúng không? Đây là một cái điều tốt này. Thì cái đồng nghĩa với lại cái gọi là gì nhỉ? Shizunda Kimochi này nó chính là cái gì đây? Nó chính là cái mà gọi là gì nhỉ? Đây. Bế tắc này, rồi thì liên quan đến cái mai muki này, biến chuyển tâm trạng sang như vậy. Số 3 là gì? Đánh mất cái sự bình bình tâm. Đây là điều xấu, sai. Nhớ lại cái cảm xúc mà Ochikonda cũng là điều xấu đúng không? Là cái sự gì nhỉ? Suy sụp, thất vọng.
Đúng ở đây phải là 2 nhá. Tiếp theo, số 42. Tachibamo nende mo kotonaru aite to aite to no tawai monai oshaberi ga nakanaka. Những cái câu chuyện tawai monai là câu chuyện tầm phào tào lao với những cái người mà gì nhỉ? Với những cái người mà khác cái vị trí, cái vị thế, cái lập trường tuổi của mình ấy, thì nó làm sao đấy? Nó rất là thú vị, đúng không nhỉ? Ở đây các bạn thấy ở cái số 42 ấy, đều là từ y, có nghĩa là hay, thú vị. Thì ở trước các bạn thấy nhá, người ta đang để là có một người. Đây, mata aruhito a. Mặt khác, có người ấy, thì người ta làm cái biện pháp này. Đấy, vậy thì cái thông tin này là thông tin có được từ người này, là thông tin chúng ta nghe nói từ từ họ. Vậy phải dùng cái gì? Một là i toyu no da, đáp án đúng, đúng không? Bởi vì toyu no da ấy có nghĩa là nghe nói là nhá. Các bạn hay dùng hay học là toyu koto da với to no koto da, thế nhưng mà toyu no da cũng là vậy. Câu số 2, i hodo da. I hodo có nghĩa là đến mức. Không phải, tame là vì. Quan hệ nhân quả ở đây cũng không có luôn. Không có quan hệ nhân quả ở đây. Loại, ba loại này. Bốn là y koto ni trở thành cái việc rất là tốt. Cũng không hợp nghĩa với câu. Tiếp theo, câu 43 và câu 43A và B. Một câu mà chúng ta sẽ phải ghép hai vế. Vậy thì các bạn sẽ xem kỹ cái đoạn chứa cái phần đấy nhá. Các bạn xem này. Câu 43A. Kigaru ni hajime rare so na walking de sae. Ngay cả cái việc chạy bộ mà có vẻ như là có thể bắt đầu một cách đơn giản. À đây các bạn thấy có cái từ hajime rare so na, có vẻ vậy thì sẽ phải là gì? Các bạn thử xem cái từ nào hợp lý này. Sono kika kết quả so to ite mo, dù nói là như vậy, tashika ni là quả là, quả đúng là, đích xác là, iken là thoạt nhìn. À thì cái iken này rất là hay đi với lại mấy cái như là iken gì nani nani ni mieru hay là iken so. Có vẻ như thế, vậy thì thiên về đáp án 4. Vế đằng sau là gì nhỉ? Arigachi, arigachi na hanashi, tức là câu chuyện mà thường gặp, câu chuyện thường thấy. Các đáp án còn lại nhá, ví dụ đây là câu chuyện gì nhỉ? Câu chuyện mà không phải như vậy, hay câu chuyện mà gì nhỉ? Machigai nai, câu chuyện mà không sai là như thế. Câu chuyện, nói chung là những cái từ này nó rất là okashi, đúng không? Người ta sẽ không thường dùng những cái biểu hiện này. Vậy thì ở đây chúng ta đang thiên về đáp án đúng là đáp án số 4 này. Bây giờ các bạn thử ghép vào xem có đúng không. Ngay cả cái việc chạy bộ mà sao nhỉ, mà thoạt nhìn ấy có vẻ là có thể bắt đầu một cách rất là dễ dàng, thì mặc dù chúng ta đã mua những cái giày rất là đắt tiền, chúng ta hào hứng quyết chí mua như vậy, thế nhưng mà ấy, cái chuyện mà xỏ được vài lần rồi sau đấy lại vứt xó để trong tủ, thì là cái điều, là một câu chuyện mà hay có, hay thấy, hay gặp. À, đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là đáp án số 4, hợp lý, đúng nhỉ? Các đáp án còn lại không phải. Tiếp theo, câu số 44. Mo ite wa hana kara kanpeki o motome yo to shinai koto da. Thêm một điểm nữa ấy. Đấy. Đó là ngay từ đầu ấy, Hanakara giống là Saishokara nhá. Ngay từ đầu thì các bạn không nên cố gắng tìm kiếm cái sự hoàn hảo. Terebi de marathon kansei o shite iza jibun mo chousen shiyou to omotta baai Saishokara nagai kyori ni. Nào, dù các bạn có xem thi đấu chạy marathon ở trên TV, các bạn có muốn mình cũng thử sức với nó, thì ngay từ đầu ấy, cái quãng đường dài, vậy thì cái câu trước với câu sau nó sẽ có cái sự kết nối, đúng không? À, ngay từ đầu không nên tìm kiếm cái sự hoàn hảo, vậy thì câu này cũng sẽ là ngay từ đầu không nên làm, không nên chạy một cái quãng dài, vậy thì nó phải là một cái là không làm điều đó. Bây giờ các bạn sẽ xem nhá. Chan challenge koso subeki da. Subeki là khuyên nên làm điều đó, đúng không? Sai này. Challenge suru dake no koto da là gì? Tương tự nhá. Dake là chỉ là này, nhưng mà hình thái câu nó vẫn là khẳng định, có nghĩa là cần làm điều đó. Challenge shite hoshi là mong muốn người khác thử sức. Sai. Đúng phải là 4. Challenge suru koto wa nai,
Verukotowanai có nghĩa là không cần thiết phải làm điều đó, không cần thiết phải làm V. Đúng phải là 4. Đấy, không cần thiết là phải thử sức với lại cái quãng đường dài ngay. Tiếp theo, câu số 45. Tomo are shumi ni nari nari uru ka douka wa sore wo koko go chi yoi. Kimochi de yatte iru ka douka ni yoru no de ari, muri ni shumi wo moto to nani no wa iu made mo nai. Tóm lại, dù sao ấy thì cái việc mà các bạn có cái đấy, nó có trở thành cái sở thích của các bạn hay không thì nó phụ thuộc vào cái việc mà các bạn có đang làm nó với một cảm xúc, một cái tâm trạng thoải mái hay không. Vậy thì không cần phải nói đấy. Cái điều này là không cần phải nói nữa, ai cũng biết đó là gì đây. Mang một cái cảm xúc gì nhỉ? Mang một cái cảm xúc, à mang một cái sở thích một cách mưu đi cưỡng ép. Vậy thì cái điều này là không cần. Vậy thì các bạn sẽ thử xem cái nào là ý là không cần nhá. Các bạn thấy có hai này, là thứ nhất là một này, một và ba là loại, bởi vì là dạng gì nhỉ? Dạng khẳng định là cần cái điều đó. Vậy số 2, đây là Ishiki, không phải Ishiki. Cả bài đang nhắc đến cái từ gọi là gì nhỉ? Ikigomu, có nghĩa là cái sự quyết chí, quyết tâm hăng hái cao độ ấy. Ở đây người ta bảo là không cần như vậy mà cứ tạm thời bắt đầu từ những cái đơn giản trước. Đúng phải là số 4. Thì đấy là cái cách mà khi chúng ta làm đề thi thì chúng ta sẽ đọc cái câu đó với câu trước sau thôi, không cần thiết phải đọc hết toàn bộ cả bài. Bây giờ CZ sẽ dịch qua một chút lại cái bài này cho các bạn hiểu hơn về nội dung của nó này. Bài này là một bài viết về sở thích. Chúng ta ấy, tại sao chúng ta lại có các sở thích? Chúng ta có các sở thích để làm gì? Có người ấy thì họ nói là khi mà công việc họ gặp bế tắc thì bằng cái việc họ chuyên tâm một cách toàn tâm toàn ý vào một cái thứ họ thích thì họ sẽ được giải tỏa, đúng nhỉ? 41 điền được rồi đúng không nhỉ? 41 đó là đây. Thì họ được giải tỏa khỏi cái cảm xúc gọi là phiền muộn đó, đấy, xa sút đó, trì trệ đó. Và họ có thể đổi mới cảm xúc sang một cái hướng tích cực hơn. Hitotsu no koto ni shuchu suru koto de ushiro ma ushiro muki datta kimochi ga risetto sareru no da. Bằng cái việc chúng ta tập trung vào một thứ thì cái cảm xúc tiêu cực, ushiro muki nó trái với mai muki nhá, cảm xúc tiêu cực ấy nó sẽ được reset lại, nó sẽ được khởi động lại, nó sẽ được cài đặt lại. Mata aru hito wa shigoto igai no nakama to no tsugi ai mo mata kibun tenkan no hitotsu da to kangaeru. Thêm nữa, có người ấy thì họ lại nghĩ rằng cái việc mà chơi với, kết nối với những cái người bạn ngoài công việc của họ là một trong những cái biện pháp giúp họ đổi mới cái tinh thần, đổi gió một cách rất là tốt. Nghe nói là gì đây? Nghe nói là cái việc mà những cái cuộc trò chuyện không có chủ đề gì cả, đúng nhỉ? Những không có chủ đề, gọi là những cái cuộc trò chuyện tầm phào ấy với lại những cái với đối phương là những người mà có vị trí, lập trường và tuổi tác khác họ thì rất là thú vị, rất là tuyệt. Kono you ni kiku to ii koto o zukume no shumi da ga kokoro ni tomete okitai ten ga aru. Zukume ở đây là một ngữ pháp N1 có nghĩa là toàn là. Nếu mà nghe như vậy thì sở thích có vẻ như là toàn là những cái thứ mà tốt đẹp đúng không? Thế nhưng mà có một cái điều mà sao đấy? Có một cái điều mà muốn là gọi là ghim lại ở trong tim, ghi nhớ trong tim. Mazu wa atarashi koto o hajimeru toki no koyo shita kibun no mama ikioi de okane o tsukawanai koto da. Đó là ban đầu ấy. Đấy. Các bạn không nên sử dụng tiền, chúng ta không nên sử dụng tiền với một cái gì nhỉ? Với một cái khi mà cái hứng thú, cái tâm trạng nó đang dâng cao lúc mà chúng ta mới bắt đầu làm một cái điều gì đó. Đấy. Người ta có giải thích ở dưới nhá. Ta tôi bà sports no bài dogu ya senyo no ue shisetsu shiyōryō nado iroro na hiyō ga kakaru. Ví dụ trường hợp là chúng ta tập thể thao ấy thì sẽ mất rất là nhiều cái chi phí, chẳng hạn như là chi phí sử dụng cái cơ sở vật chất đó, chẳng hạn như đi tập gym sẽ phải mất tiền phòng ấy, đúng nhỉ? Rồi thì chi phí mua đồ dụng cụ này, rồi thì chi phí cho quần áo chuyên dụng. Kiyotsuke nai to toku ni nyūmon sha wa okane o dondon muda ni tsukau koto ni mo naru. Nếu như không chú ý thì đặc biệt là những cái người mà mới nhập môn, những người mà những tấm chiếu mới ấy, đấy,
thì sao? Thì sẽ rất là dễ tiêu tốn tiền một cách lãng phí vô ích. Ngay cả cái môn chạy bộ thoạt nhìn thì có vẻ là có thể bắt đầu một cách rất là đơn giản. Đấy, cho nên là mặc dù là người ta mua những cái giày chạy rất là đắt tiền, hào hứng, hứng chí lên. Thế nhưng mà ấy, sau đấy thì chỉ xỏ được vài lần rồi lại vứt vào trong xó tủ, đúng không nhỉ? Thì là một câu chuyện không có hiếm gặp. Đấy, một câu chuyện rất là thường thấy. Aratani shumi o hajimeru bai. Hajime kara ikki ni toshi suru no dewa naku, sukunai shuppi demo tanoshimeru hoho o mazu mitsuke, jojo ni level up o shite iku no ga kenmei na no da. Trường hợp mà bắt đầu một sở thích mới nào đó thì không phải là chúng ta đầu tư đồng loạt ngay từ đầu, mà chúng ta làm sao? Chúng ta đầu tiên chúng ta tìm kiếm cái phương pháp để có thể tận hưởng, có thể thỏa mãn được, dù là chúng ta phải chi ra ít tiền, và dần dần chúng ta sẽ nâng cao cái level lên, cái năng lực, cái cấp độ lên, thì đấy mới là kenmei nano, là đấy mới là cái cách làm thông minh. Thêm một điểm nữa, đó là ngay từ đầu thì chúng ta không nên yêu cầu cái sự hoàn hảo. Trường hợp mà chúng ta xem chạy marathon ở trên TV, chúng ta muốn bản thân mình cũng thử sức ấy, thì chúng ta cũng không cần thiết là phải thử sức với lại cái quãng đường dài ngay từ ban đầu như vậy. Tochu de ashi ga keiren shite shimau kamoshirenai shi, atsui natsu nara datsui shoujo ni ochiru kikensei datta datte aru. Có thể là các bạn sẽ bị co cơ, bị chuột rút trong giữa cái quãng đường chạy. Cũng có thể là các bạn sẽ gặp nguy hiểm khi rơi vào cái tình trạng là mất nước nếu là trời mùa hè nóng bức. Sonna jitai o sakeru tame ni wa tanji kan no jogingu kara karada o junno sasete iku no ga yoi. Junno ở đây nó giống cái từ tekyo, thích ứng. Để tránh được những cái tình trạng như vậy thì các bạn nên làm cho cơ thể thích ứng được với lại cái việc chạy trong cái quãng thời gian ngắn trước. Mazu wa mawari no keishiki o tanoshimeru gurai no pace kara okonai shintai ga nareru no ni awasete jojo ni kyori o nobashite iku no da. Đầu tiên tiến hành với một cái tốc độ mà nhịp độ mà chúng ta có thể gọi là tận hưởng được, thưởng thức được cái cảnh vật xung quanh. Và dần dần ấy, đúng không nhỉ? Nâng cao cái khoảng cách để cho hợp với lại cái việc mà cơ thể của mình đã quen với điều đó. Tóm lại thì một thứ có trở thành sở thích của mình hay không thì phụ thuộc vào cái việc mà mình có đang làm cái thứ đó với một cái cảm xúc thoải mái hay không. Thì chẳng cần nói các bạn cũng biết rằng đó là sao? Đó là chúng ta sẽ chẳng cần thiết phải gì nhỉ? Phải quyết chí, quyết tâm để có một cái sở thích nào đó một cách cưỡng ép. Thì đấy là cái nội dung của cái bài này. Thì khi mà đi thi cố gắng là không đọc và dịch hết bài nhá, mà chỉ cần xem cái nội dung câu trước sau thôi. Để làm tốt cái bài này thì những cái ngữ pháp cơ sở, đặc biệt là những cái ngữ pháp tiền đề của N4, N3, N2 sẽ rất là quan trọng. Ít khi có ngữ pháp N1 ở trong cái bài này. Thì cái phần chữa bài đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sắp tới.